Nữ giáo viên cắm bản ở Hà Giang thiệt mạng trên đường đến trường. Vụ án liên quan tới ông Lê Thành Thản sẽ xét xử vào tháng 6 năm 2023. Bà Lê Thị Dung bị kết án 5 năm tù, kế toán biết sai, vẫn làm. Bắt kẻ xông vào cướp iPhone trên tay trẻ con. Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh YouTube báo Lao động. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, làm nghề giáo đã khó, nhưng làm nghề giáo ở miền núi, những nơi vùng sâu vùng xa còn khó khăn hơn gấp vạn lần. Bên cạnh việc thiếu thốn điều kiện vật chất, các giáo viên vùng cao còn thường xuyên đối diện với nhiều nguy hiểm trong hành trình mang con chữ đến với lớp học. Mới đây nhất, thông tin nữ giáo viên cắm bản ở Hà Giang tử vong thương tâm trên đường quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ lễ đang khiến cho dư luận không khỏi xót xa. Ngày 5 tháng 5, ông Nguyễn Đức Tuyên, trường phòng giáo dục đào tạo huyện Yên Minh cho biết sự việc đau lòng trên vừa xảy ra trên địa bàn. Theo đó, sau đợt nghỉ lễ, cô giáo Mai Thị Yến, giáo viên trường mầm non Đường Thượng, cùng chồng đi xe máy trở về trường. Khi cách trường khoảng 2 km, xe máy gặp nạn rồi lao xuống vực. Hậu quả khiến cho cô Yến tử vong, người chồng bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện. Ông Tuyên thông tin, đoàn đường nơi xảy ra sự việc, đèo dốc quanh co. Sau khi nắm được thông tin, phòng giáo dục đã phối hợp với các cơ quan chức năng đưa hai thầy cô đi cấp cứu. Ngoài ra, phía đơn vị cũng hỗ trợ gia đình nạn nhân số tiền 5 triệu đồng từ quỹ mái ấm công đoàn ngành giáo dục, đồng thời kêu gọi vận động mọi người chung tay hỗ trợ hai giáo viên gặp nạn. Được biết, cô Yến quê ở huyện Bắc Quang, Hà Giang. Cô Yến lập gia đình với thầy giáo ở Phú Thọ. Hiện hai vợ chồng cô đang gửi con lớn ở Phú Thọ để nhờ ông bà nội chăm sóc, còn đứa nhỏ theo bố mẹ lên Hà Giang. Tính đến nay, cô Yến đã có 13 năm làm giáo viên cắm bản ở Hà Giang. Quá trình công tác tốt, trường phòng giáo dục và đào tạo huyện nói thêm ngay sau khi sự việc xảy ra chúng tôi đã chỉ đạo nhà trường cùng phòng giáo dục đào tạo huyện chia làm hai tổ cử phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện trực tiếp xuống bệnh viện để thăm hỏi hỗ trợ gia đình hiện tại có một tổ túc trực tại bệnh viện giúp chồng cô yến thì thầy giáo bị thương nặng phải mổ cấp cứu tổ cán bộ thứ hai của phòng giáo dục và đào tạo huyện yên minh thì về quê giúp gia đình lo hậu sự cho cô yến ở phú thọ liên quan tới vụ án ông Lê Thanh Thản có hành vi lừa dối khách hàng. Vừa qua, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, dự kiến tháng 6 năm 2023, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh sẽ được đưa ra xét xử. Vào chiều ngày 5 tháng 5, tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2023, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết vụ án ông Lê Thanh Thản do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội tiến hành điều tra. Qua báo cáo của Công an thành phố Hà Nội cho hay, ngày 5 tháng 7 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông Lê Thanh Thản về tội lừa dối khách hàng. Tuy nhiên, Cơ quan Công an không áp dụng các biện pháp ngăn chặn với ông Lê Thanh Thản và cho ông này tại ngoại ngày 6 tháng 8 năm 2019 và ngày 21 tháng 10 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bổ sung vụ án và khởi tố thêm 6 cá nhân khác là ông Nguyễn Duy Uyển, Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Kiến Hưng, ông Bùi Văn Bằng, Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Kiến Hưng, ông Đỗ Văn Hưng, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Kiến Hưng, Ông Mai Quang Bài, cán bộ thanh tra xây dựng quận Hà Đông, phụ trách địa bàn phường Kiến Hưng ông Vương Đăng Quân, nguyên phó tránh thanh tra xây dựng quận Hà Đông, ông Nguyễn Văn Năm, nguyên tránh thanh tra xây dựng quận Hà Đông về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Như vậy, trong vụ án này đã khởi tố tổng cộng 7 bị can. Ông Sô cho biết, Tính chất phức tạp của vụ án là 5 lần điều tra bổ sung nên kéo dài từ năm 2019 cho tới nay. Đến ngày 14 tháng 4 năm 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội đã ban hành cáo trạng với 7 bị can trên và Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến xét xử trong tháng 6 năm 2023. Được biết, ông Lê Thanh Thản là Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty BMS, hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng công trình dân dụng, kinh doanh bất động sản. Năm 2011, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định cho phép công ty BMS chuyển mục đích sử dụng đất đang thuê để thực hiện dự án CT6 Kiến Hưng. Tiếp tục bản tin là những cập nhật mới nhất về vụ án của bà Lê Thị Dung, nguyên giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Hưng Nguyên. Theo đó, bà Dung bị kết án 5 năm tù, còn kế toán Nguyễn Thị Hương thì khai nhận biết hành vi của bản thân là trái pháp luật nhưng vẫn thực hiện. Theo bản án hình sự sơ thẩm số 17 ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên Nghệ An, cùng với bà Lê Thị Dung, nguyên giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Hưng Nguyên bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ bà nguyễn thị hương kế toán của cơ quan này bị truy tố với tội danh tương tự bà nguyễn thị hương cũng là người tố giác hành vi sai phạm của bà lê thị dung và tự thú hành vi sai phạm của mình trong quá trình điều tra truy tố xét xử bà lê thị dung không nhận tội không cho rằng hành vi của mình là phạm tội bởi vì không có ý thức cố ý làm trái để trục lợi mà mọi hành vi đều có ý thức tuân thủ quy định của pháp luật việc thanh toán các chế độ của mọi người trong cơ quan trong đó có bà Lê Thị Dung là căn cứ theo quy chế chi tiêu nội bộ của tập thể chứ không phải do cá nhân của bà Dung tự ý đặt ra để có lợi cho riêng bà. Trái lại, tại phiên tòa, bà Nguyễn Thị Hương thừa nhận hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật. Hội đồng xét xử nhận định, Nguyễn Thị Hương biết các khoản thanh toán này của Lê Thị Dung là vi phạm pháp luật vì các khoản thanh toán nêu trên, Lê Thị Dung đã được thanh toán lần một, nhưng Nguyễn Thị Hương vẫn đồng ý làm thủ tục cho Lê Thị Dung thanh toán lần hai đối với một nghiệp vụ tài chính phát sinh. Do đó, trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, bị cáo Hương thừa nhận hành vi của bị cáo là có tội. Với nhiều tình tiết giảm nhẹ, mặc dù là người biết sai, vẫn làm, bà Hương chỉ bị kết án 2 năm tù cho hưởng án treo. Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản trên cả nước đang có chiều hướng gia tăng với thủ đoạn và phương thức ngày càng manh động. Điển hình như ở Hà Tĩnh vừa qua, một thanh niên liều lĩnh xông thẳng vào nhà người dân để cướp điện thoại đã bị công an huyện Hương Sơn khởi tố bắt tạm giam. Chiều ngày 5 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Huy, 23 tuổi, chú ở thôn Khe Cò, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, về tội cướp giật tài sản. Trước đó vào lúc 19 giờ 10 phút ngày 28 tháng 4, tại thôn Ngọc Sơn, xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, cháu LTA 6 tuổi và cháu VHH hơn 1 tuổi đang xem điện thoại di động nhãn hiệu iPhone XS Max trong nhà thì một thanh niên lạ mặt xông vào cướp điện thoại rồi chạy thoát. Sự việc sau đó đã được trình báo lên cơ quan công an. Sau một tuần vào cuộc điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hương Sơn đã đủ căn cứ để ra lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Huy về hành vi cướp giật tài sản. Tại cơ quan điều tra, Huy đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Chiếc điện thoại cướp được, Huy đã bán tại một cửa hàng điện thoại tại xã Đức Đồng, huyện Vũ Quang được số tiền 2 triệu đồng rồi chi tiêu hết. Thưa quý vị, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội, trong tuần từ 29 tháng 4 đến mùng 5 tháng 5, kết quả giải trình tự gen của 36 mẫu bệnh phẩm nhiễm virus SARS-CoV-2 cho thấy 100% mẫu thuộc chủng Omicron. Cộng dồn từ đầu tháng 4 năm 2023 cho đến nay, thành phố đã lấy 58 mẫu bệnh phẩm từ virus SARS-CoV-2, gồm 40 bệnh nhân điều trị tại bệnh viện, 18 mẫu cộng đồng để tiến hành giải trình tự gen. Trong tuần từ 29 tháng 4 đến mùng 5 tháng 5, trên địa bàn thành phố ghi nhận 2.695 ca mắc COVID-19. Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cường đánh giá, các biến chủng qua giải trình tự gen tại Hà Nội cũng tương đồng như thế giới, hiện chưa có bằng chứng về sự gia tăng độc lực của các biến chủng mới. Các triệu chứng bệnh đa số là nhẹ hoặc không có triệu chứng nhưng khả năng lây nhiễm cao hơn các biến chủng cũ. Theo CDC Hà Nội, trong thời gian tới, thành phố tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát biến chủng của virus SARS-CoV-2 -2. tiếp tục phối hợp với bệnh viện bạch mai để thực hiện xét nghiệm giải trình tự gen tìm ra các biến chủng gây bệnh đang chiếm ưu thế CDC Hà Nội sẽ tăng cường giám sát người nhiễm bệnh COVID-19 điều trị tại nhà, quản lý chặt chẽ đối tượng nguy cơ cao khi mắc COVID-19 để chuyển viện kịp thời, tránh để bệnh nặng mới chuyển viện, đồng thời tiếp tục triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho nhóm đối tượng từ 18 tuổi trở lên, có chỉ định tiêm chủng theo hướng dẫn và triển khai tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi khi có phân bổ vaccine của Bộ Y tế. chuyển sang một số tin tức quốc tế đáng chú ý bàn luận về xung đột tại ukraine một chuyên gia quân sự nổi tiếng của mỹ chia sẻ rằng lực lượng không quân nga có thể tàn phá lực lượng thiết giáp và bộ binh của ukraine nếu kiev phản công mà không có sự yểm trợ của không quân Dale Buckner, một sĩ quan quân đội Mỹ nghỉ hưu, hiện đứng đầu hãng an ninh quốc tế Global Guardian, chia sẻ với Newix rằng người Nga có ưu thế trên không ở mức độ gần như áp đảo mà họ chưa đưa vào cuộc chiến. Ông Buckner chỉ ra các máy bay phản lực MiG-35, Su-35, Su-57 có thể chấm dứt cuộc phản công nếu phát hiện thiết giáp và lực lượng bộ binh ngoài trời. Ông nói thêm: Vì vậy có rủi ro chiến thuật thực sự trên thực địa đối với người Ukraine nếu họ không có hệ thống phòng không thích hợp và nếu họ không có nhiều lớp phòng không. New West mô tả lực lượng hàng không vũ trụ Nga là lực lượng lớn thứ hai thế giới với ước tính khoảng 900 máy bay chiến đấu và 120 máy bay ném bom. Ông Wagner cũng tin rằng Nga đã củng cố lực lượng không quân đáng kể trong một cuộc xung đột lớn hơn nhiều, nhưng có thể triển khai ít nhất một số máy bay nếu nhận thấy lực lượng Ukraine không có yểm trợ thích hợp. Trong khi đó, tướng thủy quân lục chiến Mỹ đã nghỉ hưu, Frank McKenzie lạc quan hơn nhiều về cơ hội của Ukraine. Cựu lãnh đạo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, người giám sát việc rút quân khỏi Afghanistan vào năm 2021 cho biết, Tôi không chắc chắn chúng ta sẽ đột nhiên chứng kiến sự thay đổi lớn trong cách tiếp cận của Nga với cuộc chiến trên không. Ông lập luận rằng Nga không còn nhiều nguồn lực chưa tung ra, trong khi phương Tây đang tập trung tiếp tế cho Ukraine. Cuối bản tin là những tin tức dự báo mới nhất về diễn biến đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng đầu tiên trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin chi tiết ngay sau đây. Theo nhiệt độ thực đo vào chiều ngày 5 tháng 5, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục tình trạng nắng nóng đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ phổ biến từ 37 đến 40 độ C. Nhiều nơi trên 40 độ C như Yên Châu Sơn La 40,2 độ C, Hồi Xuân Thanh Hóa 41,3 độ C, Hương Khê Hà Tĩnh 40,4 độ C, Đông Hà Quảng Trị 40,4 độ C. Đặc biệt, Nghệ An là tỉnh nắng nóng nhất trong ngày hôm qua với nhiệt độ có nơi chạm ngưỡng 42 độ C. Quỳ Châu 40,6 độ C, Tương Dương 41,9 độ C, Quy Hợp 40,1 độ C. Tây Hiếu 41,2 độ C, Con Cuông 40,5 độ C và Đô Lương 40,3 độ C. Người lao động vất vả mưu sinh chống chọi dưới thời tiết bỏng rát, đặc biệt là cái nóng oi bức hầm hập vào thời điểm trưa và đầu giờ chiều. Đại diện cơ quan khí tưởng đã thông tin về diễn biến nắng nóng trong những ngày tới. Đợt nắng nóng này xảy ra gai gắt nhất vào trong ngày mùng 5 và ngày mùng 6. Với cái nhiệt độ của phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến cho khoảng từ 36 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ và cái nhận định thì cái đợt nắng nóng này có khả năng ở khu vực phía đông bắc bộ sẽ kéo dài đến khoảng ngày mùng sáu và sang ngày mùng bảy thì nắng nóng ở phía đông bắc bộ sẽ dịu dần và kết thúc vào ngày mùng bảy còn ở khu vực tây bắc bộ các tỉnh trung bộ thì nắng nóng trong ngày 7 vẫn còn duy trì đến ngày mùng tám thì kết thúc trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định trong đợt nắng nóng này khả năng sẽ ghi nhận những mức nhiệt vượt mốc lịch sử trước đó trong hai đợt nắng nóng hồi tháng 3 và tháng 4, nhiều kỷ lục nhiệt độ đã được thiết lập cái nhiệt độ ở Hà Nội có khả năng khoảng cái mức 38 và có nơi trên 38 độ. Theo nhận định của chúng tôi thì trong cái đợt nắng nóng này khu vực phía Tây Bắc Bộ cùng với các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến từ Thiên Huế là nơi chịu tác động của cái thấp nóng phía Tây cũng như cái ứng gió phơn nên là cái nhiệt độ khu vực này có nhiều điểm có khả năng cao trên 40 41 độ và cái khả năng nó có cái một số điểm có khả năng vượt cái giá trị lịch sử của tháng 5. Cơ quan khí tượng cho biết trong tháng 5, tần suất nắng nóng nhiều hơn, Tháng 6 và tháng 7 sẽ là thời gian nắng nóng gay gắt nhất ở Bắc Bộ, trong khi ở Trung Bộ, nắng nóng sẽ kéo dài sang đầu tháng 8. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.